Vâng, hôm qua no một tí mà. Hôm qua đã no một tí rồi, khả năng là này bơm tay này thì không không được ấy đâu. Rồi. Đấy, cứ lấy tay lấy chân kẹp vào, chân kẹp xong là lấy đứng lên này, bơm Cái nó mới này có nó lực. không không có lực đâu, nó ngắn này. Đây rồi các bác, em Hưng đây rồi. Ôi trời ơi, đẩy đến đâu rồi? Từ đâu ra đây rồi? Tôi dừng 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 được. Mì tôm đấy, rất là nhiều Tôm quả. đi ra thuận Thì cái sang sau cái cái này là đây, đồ ô đây là phở gà này, vì cháu ngoại bà cũng bằng tuổi Hưng, nếu ở gần bà sẽ đến thăm, nhưng xa quá không biết làm sao được. Cháu Khương xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả mọi người lại tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Các bác thân mến, ngày hôm nay thì lúc sáng nay thì cháu có nhận được những số món quà của hai anh em Hưng Thuận đấy các bác. Thì cháu có gọi cho em Hưng là đi xuống đây để nhận quà. Thì là vừa nãy thì cháu gọi thì thấy em Hưng bảo là thấy lâu quá chưa ra, thì cháu sợ là gặp vấn đề gì. Thì cháu gọi cho em Hưng thì Hưng bảo là xe đang bị tủ xăm ở dọc đường ấy các bác. Bây giờ thì cháu sẽ thấy bảo là xe bị non quá nên là cũng không dám đi, phải dắt bộ các bác. Thì cháu có mua một cái bơm này để mang đi xem là có bơm được không các bác. Tại vì là cái thấy Hưng bảo là xe chả biết có phải thủng không, hôm qua là thấy nó non một tí rồi, lúc nãy càng đi là thấy càng non, thì là không dám đi nữa, sợ là bị thủng xăm ấy các bác. Sợ bây giờ thứ nhất là bị vành nó non, vành nó méo nên là Hưng dắt bộ. Không biết là sắp đến đây rồi các bác. Đấy là cái đoạn đường mà em Hưng là đi ra đến đây. Thì cháu có bây giờ thì cháu xin mời quý bác anh chị sẽ đồng hành cùng cháu Khương để đi xuống xem Hưng là đến đâu rồi các bác nhé. Mong sao là cái này sẽ cứu được em Hưng đỡ phải dắt bộ các bác ạ. Bây giờ là cái đoạn đường này thì rất là thứ nhất rất là xa, với cả là không có quán xá gì để mà sửa xe ấy, các bác. Đây các bác, bây giờ sẽ lấy cái bơm để ở đây và đi xuống thăm xem là Hưng đến đâu rồi. Đấy, đợt vừa rồi thì cháu Khương có mua cho hai anh em được một con xe máy rồi. Bây giờ là đi lại sẽ tiện hơn cho hai anh em rồi các bác. Em Hưng là cũng trước đây là cũng có một con xe máy ấy, các bác. Tại vì là thời trước là có một con xe nát khi mà bố của em Hưng mất rồi nên là không còn xe để mà đi nữa, phải bán để là bán lấy tiền để lo mai táng cho bố. Đấy, đến mãi bây giờ là lại khi mà chúng cháu lên chia sẻ là nhận được những cái tấm lòng vàng của các ông các bà gửi đến cho hai anh em, và ngày hôm nay đã được có cái con xe máy rồi. Đấy, rất là vui các bác ạ. Đây rồi các bác, em Hưng đây rồi. Ôi trời ơi, đẩy đến đâu rồi? Từ đâu ra đây rồi? Tôi dừng 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 để anh lấy bơm bơm thử xem nào. Ôi giời, ôi chết rồi. Ui, chờ cái gì nhiều đấy, chờ xúc đồ chứ đồ. Ui rồi non, có cái gì cháu không? Ui rồi ôi, đây này non, em bóp xem nào, bóp xem nào. Non Ui còn ổn không? Đây của bác rất là non không này. biết là thủng hay là nó bị làm sao nữa, nếu thủng thì giờ hơi rồi. Biết được ô. Lấy cái bơm về thử xem nào. Anh có mang Đấy, bơm anh có mang bơm cổ xe. Em bơm về bơm thử xem nào. không? Chết giờ các bác. Đấy, chở đầy đồ luôn. Lúc qua đằng kia có cái quán kia, em tưởng là nó bị nhẹ thôi thì vẫn đi. Không, đây Đâu, được. gắn mic cái nào. Quên. Vâng. Ý nói chuyện chả nghe gì luôn. Vâng, con chào công các bà, chào cô các chú ạ. Thuận đâu? Thuận cho ở nhà rồi anh ơi. Ở nhà. Hôm nay chắc có mấy con dê sắp đẻ, với lại cả hôm qua con chó đẻ bị đẻ đẻ chết một con. Đẻ chết một con á? Vâng, thế Con em gì đẻ?
con mẹ nó đẻ ấy. Thế em Thuận bảo là thôi hôm nay em không đi nữa, em ở nhà. À, em bảo là hai anh em xuống để nhận quà luôn. Vâng, em Thuận bảo là ở nhà trông mấy con dê ấy, sợ nó đẻ. Ừ, bơm thử xem nào. Bẹp dí luôn cô bác. Bóp mạnh vào cái đấy. Em cũng tính là cho Thuận xuống nhưng Thuận bảo không xuống. Đấy. Biết có bơm được không? Lấy ấn xuống cơ. Đấy, để dưới chân đây. Đấy. Ôi, lên rồi. Lên rồi. Không biết là có bị thùng to không? Sáng nay đi là nó đã non sắn rồi à? Vâng, hôm qua non một tí mà. À, hôm qua đã non một tí rồi. Khả năng là này bơm tay lên thì không được ấy đâu. Ừ, rồi. Đấy, cứ lấy tay, lấy chân kẹp vào. Chân kẹp xong là lấy đứng lên thì bơm cái nó có lực. Không có lực đâu, nó ngắn này. Phải đè, phải như thế này. Đi cũng vù vù nhỉ, biết là có chắc không? Chắc là thủng đâu rồi. Từ lúc bị em thấy nó non một phát là em nhảy xuống nhưng mà không ở trên xe nữa đâu. Là nhảy rát luôn à? Vâng. Rát được xa chưa? Xa rồi. Được khoảng mấy cây thôi. Đây, đây là cái bệnh của... Ôi, lên rồi. Lên rồi. Lên rồi, lên rồi. Lên càng đét rồi, nhưng mà chưa được chắc lắm. Bây giờ cái bơm tạm đến khi nào mà có quán thì lấy cái máy hơi kia rồi nó mới ấy được. Cái này thì gọi là cứu hộ thôi. Cũng mong sao là không thủng nhỉ. Vâng. Tự dưng lại bị thủng như này. Cái này chắc là bị thủng nhẹ ở đâu rồi. Tí ra quán kiểm tra xem. Kiểm tra nếu như mà nó mà thủng nhiều là phải thay rồi. Vâng. Ấy ạ, đây bơm tí nào, mệt đâu. Mỏi tay. Đây, phải bơm như này này. Bơm chưa biết dùng à. Anh sợ là cái gì nó chọc vào nhẹ nhẹ nên là nó thủng dần thôi. Kiểu mình đi nó có trọng lượng ở bên trong bên trên đấy. Được chưa? Xem được không? Được rồi. Xem phải bỏ ra xem một lúc xem nó bị làm sao. Từ từ bơm một tí đã. Nếu mà bơm này bé mà có vó phết đấy nhỉ. Vâng. Anh đi mượn mà chẳng mượn được, anh mua mới luôn. Vâng. Thi thoảng mang theo để đi dọc đường gặp ai là cứu hộ luôn. Vâng, được rồi. Được chưa? Được rồi anh ạ. Xem bỏ ra một lúc xem là nó có. Cho nước bọt vào cái kia xem nào. Không hở đúng không? Không hở van đâu. Này chắc là không hở van. Để một lúc xem sao. Ôi. Đi sướng không? Xe đi sướng không? Có. Quá là sướng. À, tí mang ra anh rửa xe. Đấy, xịt qua. Xong là rửa cho nó sạch sẽ đi. Đi nó không sợ là mình cứ để như thế nó bị dính, bị gì đấy. Vâng. Có ok không nhỉ? Thôi, cứ để thế này. Lấy cái ấy đâu rồi. Lấy cái bịt vào xem. Chắc là ổn rồi. Vâng. Bây giờ là anh cứ đi theo sau thôi, nếu như mà lúc nào mà nó thấy nó non lại bơm tiếp. Vâng. đến nơi đó. Vâng. Ở trong này có hai tải to cái gì đây? Đi xem nào. Đây một tải là đồ của Thuận, còn một tải là đồ của em đấy. Hai tải đồ luôn à? Ừ, tải sau là đồ của em. Anh bảo thế em chở nhiều đồ thế thì còn ra lấy cái gì nữa? Gì? Anh bảo là em ra nhận quà cơ mà. Không, em mang đi xuống đây để bán này, của Thuận cũng bảo mang đi bán. Của Thuận là cái gì đây? Thuận là mấy cái vỏ lon. À, vỏ lon à, lại bán vỏ lon à? Vâng. Còn bên trong này sao? Bên ngoài này sao? Bên ngoài đấy là của em. Ờ. Đây là cái gì đấy? Mật ong này là mật ong ấy. Này mật ong à? Này vâng. Có mật ong à? Vâng. Ôi. Ông này ông... Ông gì? Mật ong... Khoái hay bạc hà? Bạc hà thôi, không phải cái khoái kia nữa. Khoái kia là nó... Bọn em cũng lười đi tìm đấy. Nó cao quá, khó lấy nữa. Đúng rồi. Đây lại lấy được mật ong hoa bạc hà? Vâng, lấy được một ít. Được cái mic em vào bên trong có khi là không nghe được. Chắc là được. Để anh kẹp cái áo bên ngoài. Vâng, hôm nay chắc vẫn được mười mấy chai đấy nhỉ. Được mười mấy chai á? Vâng. Thôi anh mang bán hộ em rồi. Tranh thủ về đi. Tranh thủ về xong là tí nó sợ nó lại non. Vâng. Mang về nhà xong là tí anh trao quà sẽ trở về luôn. Vâng. Thuận ở nhà mình à? Vâng, ở nhà mình trông mấy hai con dê. Thế là bây giờ là nếu như mà không sợ dê nó đẻ, sợ dê nó đẻ xong lại bị chết.
Thế là Thuận bảo thôi em ở nhà. Thế Thuận ở nhà cũng được. Thế là tí là phải về luôn chứ. Vâng, em ra đấy là nhận quà xong là em về. Ok. Thế về đi, đi từ từ thôi nhá. Vâng. Cứ đi bên tay phải đường nhá, không đi tay trái đường đâu nhá, nguy hiểm lắm. Vâng. Đây cô bác à. Đi ok rồi. Bây giờ là có xe là chở được những cái đồ tự đi bán được rồi các bác. Bây giờ là có những cái sắt vụn như là mấy lon chai, lon bia cũng như là mấy cái chai mật ong cũng được em Hưng là mang xuống đây để bán. Chắc là khả năng là mang xuống để cho cháu Khương bán đấy các bác. Tí nữa cháu Khương sẽ kiểm tra xem nếu như mà mật ok thì cháu Khương sẽ bán hộ em Hưng luôn đấy. Biết là bảo là thấy em mật ong hoa bạc hà các bác. Đây thì cũng gần trung tâm huyện rồi các bác ạ, cũng gần đến đây rồi. Hưng là đi theo cái đường này thì nó sẽ không phải, thứ nhất là không nhiều xe, thứ hai là nó sẽ ít dân cư hơn các bác. Đi rất là dẻo các bác ạ. Hôm trước thì có cả cháu Khương ngồi đằng sau với cả em Thuận là em Hưng đèo là đi rất là an toàn các bác, rất là cứng tay rồi nên là vấn đề là giao xe cho em Hưng là rất là an toàn rồi các bác ạ. Chỉ chờ là có đợt đăng ký để thi bằng xe là cháu Khương sẽ đăng ký cho em Hưng là đi thi xe máy, thi bằng xe máy quá. Thì xe máy thì đi xuống huyện sẽ không phải đi theo những cái đường này nữa mà đi theo đường tỉnh lộ sẽ gần hơn. Thế bây giờ ra huyện là không có giấy phép lái xe là cũng không thể nào mà đi ra tận đi theo đường quốc lộ được quá, quốc lộ cũng như là đường tỉnh lộ được. Đi theo đường này hơi xa một chút nhưng mà nhất là không có gặp các chú giao thông. Thế bây giờ rất là tội nghiệp đấy, nhưng mà bằng chưa có thì đi theo đi xe máy thì sẽ bị phạt là rất là nhiều tiền nên là không thể nào có tiền để nộp phạt được cô bác ạ. Mong là cũng mới mua nên là chưa có dịp để mà làm đăng ký giấy phép lái xe của bác. Một hai hôm nữa có đợt thì cháu Khương sẽ đăng ký và cho em Hưng là đi thi luôn, có bằng lái xe thì đi đâu an toàn hơn, thứ nhất là an toàn của bác ạ. Bên huyện Chính Mân thì như là bây giờ là không có để thi ở trong huyện nữa rồi các bác, chỉ có đi vào trong thành phố Hà Giang thì mới có đợt để thi bằng xe máy quá. Đợt cháu Khương thi thì có còn thi ở trên này được, bây giờ là hầu như là chuyển xuống cái kia hết rồi. Bây giờ sẽ cùng em Hưng là đi về nhà cháu đó quá, về cháu trao quà cho em Hưng luôn. Hôm nay là em Thuận là ở nhà cũng sợ là dễ đẻ nên là cũng không ra được để ra đây nhận quà cho em Hưng là ra. Em Thuận là ở nhà ví dụ như có khi là con dê mà đẻ thì là sợ là bị đẻ chết như kiểu con mẹ đẻ chết một con ấy quá. Dê con ấy sợ mất như thế nên là không cho em Thuận ra đây quá. Đây các bác, bây giờ đã đến đầu trung tâm huyện rồi các bác ạ.
thì cua là phải còi nhá. Vâng. Đi chậm thôi, vào trung tâm này là rất là đông xe, trẻ con nhiều nữa. Đi an toàn thôi, không phải vội vàng gì cả. Đây là một hành trình đi đường khá là xa các bác. Hay là xe là bơm được quá ạ. Nếu như mà không bơm được là phải dắt bộ khá là xa đấy. Từ cái đoạn đường mà cháu Khương ghi hình từ khi mà bơm xe đến đoạn ở đây là vẫn chưa gặp được cái quán nào sửa xe đâu quá. Ở đây là hầu như là những cái đường như thế là khó để mà tìm được những cái quán sửa xe vá xe quá ạ. Rất là khó. Chỉ có vào trung tâm huyện hoặc là những trong trung tâm xã thì may ra là còn có những quán sửa xe thôi quá. Bây giờ về đến nhà rồi quá ạ. Bây giờ lấy trao đồ cho em Hưng đó. Tự em Hưng mang về cho bây giờ có xe rồi, đi lại sẽ tiện lợi hơn được các bác. Em lấy chìa khóa mở cửa đi. Vâng. Đây chìa khóa. Vẫn chưa khỏi hẳn à? Ngứa của em ấy. Vâng, vẫn còn ngứa. Tí có thuốc đấy, anh lấy thuốc cho em luôn. Vẫn còn ngứa. Ôi giời ơi, mệt quá. Nhé, cho đồ em vào đấy nhé. Cho đồ vào đi. Lấy đồ về đây để anh xem đồ xem nào. Bây giờ em Hưng là về đến tận đây rồi quá. Đấy, mật xuống đây để nhờ cháu Khương bán. Cái kia có cần mang lên không? Không, cái kia cứ để ngoài nữa. Cái kia okay. Không phải. Trong có vẻ nhiều phết đấy nhỉ? Vâng. Nặng nặng. Em đi kiếm vài hôm rồi. Kiếm vài hôm rồi á? Ừ. Thưa quý bác anh chị là thông cảm cho cháu Khương. Tại vì là nhà thì không có người phụ nữ nên là hơi bừa bộn một chút quá. Thứ nhất là thời gian là rất là hạn hẹp nữa. Đi làm suốt ngày nên là cũng không có thời gian để mà ở nhà để mà dọn dẹp được các bác ạ. Để sáng mới chuẩn bị ra để cho em Hưng để trao quà thì thứ nhất là em Hưng có xe là đỡ phải đi lại các bác. Giờ của em khá là nhiều đấy nhỉ. Đâu anh kiểm tra xem nào. Nhà cái này thì chắc cũng chặt thế. Nữa. Ừ, nhiều phết. Đâu, bỏ ra xem nào. Ô. Mấy chai đấy. Ui giời ơi. Nhiều thế. Thế rồi. Cái này là của loại ấy. Xem nào. À, đây là hai màu khác nhau à? Ba loại. Cái này hôm nọ chia nhau cùng với chú kia, bọn em đi lấy này. À. Đây là mật ong khoái này. Còn đây là mật ong hoa bạc hà. Cái này là mấy hôm sau em mới đi. Đi với chú là được bằng này thôi. Là các chú cũng chú là đội các chú cũng đông ấy nhỉ. Vâng. Để mà xin mái mới được đi cùng các chú mới được đi cùng đấy không à. Các chú không cho đi đâu. Các chú đi lấy cái loại mật này thì là đi sâu hơn, còn em chỉ đi ngoài thôi. Em là chỉ đi ấy thôi, em đi em không dám lên cao lấy ấy. Đây là mật ong hoa bạc hà mà. Đúng rồi. Này được. Ôi màu vàng đẹp thế nhỉ. Chết rồi. Ôi sổ những cái chai mật này quá. Chai mật của em Hưng là 12 chai này. 12 chai à? Đếm xem nào. 1
2 3 4 không, 5 cái 6 cái mật bạc hà, mật bạc hà đúng không, 1 2 3 4 5 tổng 15 chai, 7 8 9 10 11 12 12 chai mật ong hoa bạc hà, 3 chai mật ong khoái là tổng là 15 chai đúng không. Ui giời ơi, cái này thì các bác mà lấy được mật này thì khỏi phải nghĩ rồi. Thơm lắm, mật thì thơm hơn. Thơm không? Xem nào. Thơm hơn, thơm nhưng mà nó không được đặc bằng cái mật kia. Ừ, thơm nhỉ? Ừ, thơm thì thơm. Ui, nhìn cũng đặc cái chứ. Nó loại... Nói chung là mật ong hoa bạc hà này thì nó hơi... Nó màu nó không được đậm như màu này, nó màu vàng, nó có hai loại. Khác nhau. Mẹ cái loại, cái con này cũng con của nó cũng bé hơn. Bé hơn đúng không? Bé hơn. Đấy, nếu lại cái loại mật này con nó cũng chẳng hung hăng đốt mình mấy đâu mà nó im vậy. Thế đây là một mình em hay là có ai chung không? Không, cái bạc mật bạc hà này là của em. Mật bạc hà của em à? Toàn bộ là của em hết, còn cái này là hôm trước chia với các chú rồi. À, ôi giời ơi, cái này là chia rồi. Sướng quá. Đấy anh cũng mong là em có những cái dòng sản phẩm như thế để bán, thứ nhất là giúp em có cái nguồn thu nhập, chứ bây giờ để cứ đi bán củi là vất vả quá. Vâng, mấy hôm nay cũng vào mùa. Đúng rồi, vào mùa nữa. Đi tìm nữa. Sáp không có sáp à? Sáp không lấy. Không lấy sáp á? Vâng. Lần sau lấy sáp nhé. Lần sau lấy sáp. Nhưng mà chỉ anh chỉ bảo lấy cái loại này em có thì em mới lấy sáp, còn loại này em không lấy. À. Cũng mới lấy loại này thôi. Ôi, cái sáp này nó mỏng lắm. Cái này anh cũng bán lâu rồi mà. Cái loại này anh cũng bán rồi, trước anh cũng đi xuống kia anh lấy được vài chai anh cũng mang về bán mà. Vâng. Có cái loại này cứ mang, cả hai loại này mang xuống cái hết đi. Tổ ở gầm cầu kia cái loại này không biết có lấy được chưa nhỉ? Cái này á? Tổ gầm cầu ấy. Để cho nó mấy hôm nữa xem sao. Này thì chắc là vẫn ít mật lắm nhỉ. Loại này bây giờ đi ít mật lắm. Ít mà, bây giờ vẫn chưa nhiều mật đâu. Cũng vậy, cũng ít. Hoa nó chưa có nhiều ấy. Tổ đây loại tổ này. Bây giờ đến một thời gian ngắn nữa là nhiều hoa là nó sẽ. Bây giờ mùa này là mùa hoa cải nó nở. Đúng rồi. Qua phải ăn rằm tháng 2 xong độ 15 ngày sau thì mới lấy được. Ô, nhà em cũng ăn rằm tháng 2 à? Vâng. À. Thế là hầu như cái này thì trong huyện này thì nhiều dân tộc đồng bào người Nùng là gia đình nào cũng ăn rằm tháng 2 của bác ạ. Đấy, bây giờ là anh em thợ ở nhà ông gì cũng nghỉ, đấy, cũng nghỉ rồi, nghỉ xuống rồi, nghỉ về ăn rằm mấy hôm. Ăn rằm mấy hôm. Ừ. 3 hôm, 4 hôm hay 3 hôm. Để chơi nốt 3 hôm. Ở trên này là bây giờ là chỗ em có cúng miếu, cúng thử cái gì nhỉ? Thần rừng. Không, em cũng như có. Là em cũng gọi là cúng trời cúng đất một tí thôi. À, cúng là thổ địa đúng không? Đúng rồi, thổ địa. À, chỗ em là cúng thổ địa, còn là chỗ anh là cúng thần rừng. Vâng. Đấy, có chỗ là cúng miếu đầm. Em thì là không, em thì cúng em cúng ấy thôi. À. Đấy. Cúng em... trời đi. Nhưng mà mật này có phải là ở trong rừng già không đấy? Có, mật này là của trong rừng già hết mà. Nó không được sâu như mật ong. Cái này không mật, phải là không sâu mà nó cũng sâu nhưng mà nó không cao đúng không? Nó không cao, nó không ở thấp cao hơn, với lại nó thấp hơn. Cái màu của nó khác hơn. Đấy là nó không được đậm như cái màu này. Màu này kể cả đi bắt tổ nó mà em cũng phân biệt được, mà tổ nó theo kiểu vàng vàng, còn cái tổ này là nó đậm hơn. Đúng rồi. Cái con với nhìn cái con đã biết rồi, con nó to hơn mà. Với lại nhìn cái tổ của nó làm thì cũng phân biệt được, cái này nó làm tổ nó mỏng hơn cái loại sắt này. Sắt này nó dày hơn này. Sắp này nó ít ra sắp này nó phải bằng như vậy, loại sắp này nó dày mặt. Hôm nào nhé, nó chỉ mỏng như vậy thôi mà nó không làm được nhiều ấy. Hôm nào em lấy được nhá, em nếu mà lấy được cả tổ ấy em bảo anh nhá, lấy cả tổ nếu như mà nó thấp mà nó không bị hỏng ấy, lấy cả tổ cho anh. Vâng. Lấy cả tổ cho anh là anh gửi cho bác ở dưới Sài Gòn cái. Vâng. Ở dưới Sài Gòn đặt anh 2 tổ nhưng mà anh không lấy được. Không lấy được sáp à? Không lấy được sáp, cả sáp loại cả này. Loại này. Cả loại này với loại này thì hôm trước là bác cũng lấy một tí rồi. Bác bảo nếu như mà có mật ong khoái ấy thì lấy à? Ừ, thì lấy cả tổ về cho bác, không cần làm thế nào, có bao nhiêu là lấy bao nhiêu. Chắc ngâm rượu. Đấy, chắc là ngâm rượu. Đúng. Đấy, rất là tốt mà bác ấy. Sắp lấy của anh được 2 năm nay rồi. Đúng. Tại vì mật ong của anh bán là toàn mật ong xịn chứ không phải mật ong đều đâu. Đúng. Để mật ong này nhá. Nếu như mà mật ong đường ấy thì là để một thời gian là nó sẽ bị đông này đường. Em cái này để cả năm không vấn đề gì luôn. Mật này không từ rừng già về này để không sao đâu. Ừ. Đấy, chỉ mong là mật này cũng vậy, mình không phải mình nuôi thì là không bao giờ nó đông được. Đúng rồi, nếu mà người ta nuôi ấy, thì là mật ong nuôi ấy, thì là cho đường ăn đường các kiểu thì làm mật nó nhiều mật lắm, nhưng mà nó chỉ mật của nó chất lượng nó kém lắm. Tại vì anh ở đây là anh toàn bán những hàng chất lượng thôi, tại vì
những cái mật ong nuôi thì thực ra thì mang thì các bác cứ bảo là lấy cái loại rẻ. Không, cái để, loại, xem, để xem một hai hôm em lấy được thì mấy nữa, mấy nắng thì em mới đi, bây giờ nơi này em không đi đâu. Dầm dầm này đi nó chả bay mấy ông ơi. Đúng rồi. Nắng nó mới bay nhiều, mình muốn tìm thấy. Đi thì đi nhưng mà cũng phải bảo với em gái nhé, không đi vâng. Không về được. Đi thì đi sáng sớm xong là tối chiều tối lại về. Vâng, em hoặc đi là, ví dụ như hôm nay là mai em đi nhá, em phải hôm nay phải cắt cỏ cho để nhà cho cháu ăn hết xong rồi hôm sau là ăn xong mới đi. Em Thuận ở nhà chỉ cần cho vào ăn thôi, không để em Thuận đi lấy một mình như thế khổ quá. Đúng rồi. Thứ nhất là em cũng bây giờ em chỉ đi vào những cái ngày mà thứ bảy chủ nhật thôi chứ là trong các trong tuần là không đi. Anh cũng chỉ mong là hai chỉ đi được hai ngày thôi có được cái nguồn thu nhập thôi. Vâng. Đấy, chỉ mong là hai anh em sẽ đủ cái trang trại cuộc sống tốt hơn thôi. Vâng. Thế bây giờ cái vấn đề là đi lên rừng thì đi phải an toàn nhé. Vâng. Không đi kiểu là đi nguy hiểm quá thì đừng có cố. Vâng. Đấy, bây giờ là các bác đang hỗ trợ em cũng vâng. Rất là mong là sẽ có được cái ngôi nhà sớm vâng. Hơn thôi. Đấy, hôm trước là anh thông qua cái danh sách nhà em thì vừa rồi là anh nhận được thêm hơn chục triệu nữa, hơn 10 triệu nữa. Vâng. Đấy, hơn 10 triệu nữa. Anh có thử một tí không? Thôi anh không uống đâu. Không em uống đi, em thử một tí rồi. Cái này uống là phải có tí gừng. Ừ. Uống gừng nó không chứa được cái cổ này. Uống vâng. Không nó không chứa được. Anh thì bán nhiều của em hôm trước anh vắt ra làm cả một bát luôn. Sướng, ăn nó sướng. Như cái tổ hôm nọ anh lại bán cả sắp ạ. À? Đấy bây giờ anh còn mấy chai đây này. Anh lấy cái này ra xem nào. Còn mấy đấy, chai của em là còn 6 chai còn bằng này đấy à, còn bằng này nữa thôi à. Đấy các bác bảo khen ngon quá các bác lấy nhiều đây này còn mấy chai của em nữa này cùng màu luôn này các bác là mật ong khoái của em Hưng là cũng bán hộ bây giờ là còn 6 chai của em là đợt trước là còn 6 chai thế bây giờ anh lấy thêm là 3 chai này nữa 3 chai mật ong khoái này nữa là thành 9 chai nhá còn mật ong hoa bà Hà này là 12 chai 12 chai anh sẽ để ở đây nếu như mà các bác lấy thì anh lại bán cho các bác. Vâng. Đấy. Đấy thì bán hộ em. Ừ. Này. Cái này thì vẫn để lại đây, cho em gửi lại đây. Ừ. Thì anh cứ để đây anh bán cho em nhé. Bác nào lấy thì anh bán cho em đây. Rồi. Thì cái này để sang một bên đi. Vâng. Bây giờ anh có em dịch sang đây đi. Có quà cho em để khui quà luôn tặng em. Vâng. Đây là gọi vâng. Em xuống đây để thứ nhất là trao quà cho em anh cũng có nhiều quà quá anh cũng không trao được hết được. Vâng. Hôm nay anh cũng mệt mỏi quá là muốn gọi xuống em đây để em có xe rồi em chở về. Vâng. Thế nhưng mà xem là nếu mà quần áo nhiều quá thì cái đồ nào cần thiết thì mang đi không cần thiết thì cứ để lại đây xong à. Vâng. Khi nào làm nhà xong thì mang về nhá. Vâng. Mang về nhà xong. Bây giờ lại phải mang lên trên nó bừa bộn quá. Đây này. Đây thùng quà luôn à. Đây cả một thùng luôn. Ừ. Em lấy kéo cho anh. Thùng rất là to. Đấy. Cô Phương ở dưới Hà Nội gửi cho em. Đây là bà Phương này, Hà Nội này. Gửi cho người nhận là anh. Vâng. Đấy, thị trấn Cốc Bài này. Chuyển cho hai anh em Hưng Thuận. Đấy ngày hôm nay thì Thuận là... gọi Hưng xuống đây, Thuận thì cũng không xuống được. Vâng. Ông cũng sẽ cho Hưng là trao cho Hưng luôn. Đấy, nhưng mà cái đồ nào mà cần thiết thì sẽ em bảo, mang cho em luôn. Bảo với Thuận là đi một lúc Thuận là không được đâu, dê sắp đẻ rồi em không đi đâu. Đúng rồi, không đi. Ok. Đây là thấy con chó bị chết một con ấy. Chó bị chết đấy. Vâng. Đẻ được mấy con đấy nó ấy? Đẻ 5 con là chết. Đẻ 5 con cơ? Vâng. Ui đẻ nhiều thế. Nhưng mà chết một con. Ừ. Con thấy lạc đây rồi. Đây có cả hạt lạc ở đây thế. Này. Ôi rồi. Cái thùng lạc đây này cô bác, lạc là bị rớt từ đâu ra đây rồi. Đây bỏ ra xem nào. Lạc này. Đây. À, đồ. Ôi rồi ôi nhiều thùng quá này các bác. Ăn. Đổ nó xuống xem nào. Mì tôm. Đấy rất là nhiều quả. Bim. Gà, Thuận. À. Đi đi sang sau tí. Cái này là đây là đồ. Ô đây là phở gà này. Đấy, những cái phở gà là cô có gửi rất là nhiều này. Úi rồi ôi. Đây là cái gì đây? Xúc xích. Đây, phở Thuận. Gà này, xúc xích này. Úi giời, nhiều đồ thế. Cả mì tôm luôn. Là... nhưng mà cái này là cái gì mà bẹp dí hết rồi? Ừ, cái này là cái gì? Để anh xem khui bên trong là cái gì đây. Cái này là cái... chắc là do quá trình vận chuyển là bị hơi bẹp dí một tí. Không biết là bên trong có cái gì đây. Khui ra xem nào.
À, cái này là cô để hộp riêng. Oh, cái này là chứ không phải đồ đồ linh tinh được, đây là cái đồ của Thuận hay sao? Đồ của Thuận. Nhìn. Này là dây chuyền rồi. Không phải không? Chỉ có dây chuyền. Ôi lạc. À, đây, cái lạc thủ. Dây chuyền, dây chuyền. Dây chuyền đẹp thế. Chắc cho Thuận. Cho Thuận mà, đúng cô rồi. Có dặn với anh rồi. Dây chuyền của Thuận đấy. Đúng rồi. Ui giời ơi. Đấy, dây chuyền rất là đẹp. Cái này hôm trước cô có dặn với anh là cái này để đeo vào ấy, đừng có cho lộ ra ngoài quá. Không, người ta có cái này lại đó. Ui thử hết rồi. Bỏ ra ngoài đã kính sao? Bỏ hết ra xong gói lại. Đây là cái dây chuyền, từ từ xem kiểm tra dây chuyền này đã. Đây là dây chuyền bạc này, cô có dặn là hai anh em là nếu như mà cho Thuận đeo ấy, thì đi đường thì phải che áo và không là người ta nhìn thấy người ta giật mất ấy. Đấy, cô rất là yêu mến bây giờ gửi cả những cái dây chuyền này. À, cái này là bây giờ hôm nay Thuận không ở đây. Vâng. Thì bây giờ cũng sắp tới sinh nhật của em Thuận rồi. Đúng rồi. Thì là 21 tháng 3 sao? 21 tháng 3. Sắp tới rồi đấy nhỉ? Hay là cái này anh giữ lại đi hôm nào? Được rồi. Nhưng mà không biết là cô có đồng ý không? Cháu cũng muốn là đến khi nào mà đến quà sinh nhật em Thuận thì cháu sẽ khui tặng cho em Thuận được không cô nhỉ? Nếu như mà cô theo dõi được cái thước phim này thì cháu cũng xin phép, nếu như mà cô không đồng ý thì là hôm nào cháu sẽ mang đi trao sau đi. Cái này cháu cũng giữ lại để đến hôm sinh nhật thì cháu sẽ cho em Thuận một cái bất ngờ. Đấy, bây giờ là cũng có một số món quà của các bác là gửi đến sinh nhật của em Thuận nữa. Thì cái này đây sao ấy, đồ của Thuận ấy. Anh để riêng ra. Để ra đây nhé. Cái này là không phải là. Đấy, cả xúc xích. Ôi, xúc xích này là xúc xích xịn luôn đấy. Đấy. Hạn sử dụng là đến tháng 3. À, mùng 3 tháng 4 2024. Ui. Mùng 3 tháng 4. Bây giờ tháng mấy nhỉ? Tháng 3. Chưa. Làm gì tháng 3? Tháng 3 rồi nhỉ? Mà. À, mùng 3 tháng 4. Thế thì này là ăn tranh thủ luôn nhé. Xúc xích này. Rất là nhiều. Ui dồi ôi. Cái này là cô có lá thư nữa. Vâng. Này em lấy hết ra xong nào. Cái này để ra ngoài đã tính đọc lá thư sau nhỉ. Để ui nhiều mì thế. Cái chỗ lạc là bị rồi. Thủng rồi. Cái này rơi rất là nhiều. Đây là lạc chắc là gang rồi á. Chưa. Cái lạc. À. Đây. Mì tôm rất là nhiều. Toàn mì ngon đấy. Đây hạt nêm này. Hai gói luôn. Hạt nêm này. Cái này dốc ra đi, dốc ra cho vào đâu đi. Dốc ra cho vào đây tí nữa lại nhặt. Đây cái này là do cái này không buộc được chặt này. Sao lại đổ vào đây? Đổ vào đây bây giờ em nhặt nó. Ôi, rất là nhiều. Bây giờ khui đến đâu nhỉ? Cái này là cho mì tôm vào đây. Đúng rồi. Mì tôm này, kẹo này, thạch này. Cho mì tôm vào. Ôi, toàn phở nhiều thế. Cả một thùng to luôn. Cái này thì anh em mang về luôn, không phải quần áo đâu. Vâng. Thấy mang về cho em Thuận ăn sáng. Vâng. Thạch này. Chứ để ở đây là cũng cái đồ ăn này không để lâu được. Vâng. Ôi, thạch hai túi luôn. Xúc xích luôn. Xúc xích. Thế nhưng mà quần áo thì là để khi nào anh nhận được quần áo thì sẽ để khi nào làm nhà xong thì anh sẽ mang lên cho nhá. Vâng. Cái này cái gì đây? Không biết, em không thể ý. À, cái này là bình nước rồi. Bình giữ nhiệt à? Bình giữ nhiệt rồi. Đây. Bình giữ nhiệt nhỏ nhỏ cho em Thuận rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ui giời, cái này thì quá là chất. Này em lại gom vào đây. Đấy, đây là cái bình bình uống nước nhá. Vâng. Bình rất là đẹp. Quá là đẹp. Cái này mang về cho em Thuận là sáng là đun nước cho em Thuận bỏ vào đấy. Vâng. Xong đi học là không phải uống nước linh tinh, không uống nước linh tinh là bị đau bụng ấy. Vâng. Chịu khó đun nước cho em uống. Đây, cho vào đây nhá. Vâng, đặt. Còn bên này là cái gì đây? Không để ý. Ồ, cái này là cái gì đấy? À, dầu ăn. Ngon hay gì? Cái này là dầu ăn rồi. Có phải không nhỉ? Không phải á. Nhìn mà bọc kín nhỉ? Không biết là cái gì đây. Khui ra luôn đi. Khui ra xem nào. Hình như là dầu ăn thì phải. Không phải. Chai này là, hai chai này là dầu ăn này. Đấy. Có cần bọc lại không nhỉ? Chắc để trong này gần rồi. Không cần đâu nhỉ. Không cần đâu. Để vào trong này luôn. Đấy, còn bình này cái gì đây?
Cho xem. Ui, thuốc, thuốc cái gì đây? Ồ. À, không phải thuốc được chứ. Đây là dầu gội. Dầu gội sữa tắm gì đấy. Ai chai luôn này. Wow, đây là. Đây là dầu gội rồi. Nói gì đây? Toàn tiếng Anh thôi, anh cũng chịu thôi. À, cái này như là sữa tắm sao? Đúng rồi, sữa tắm. Dầu gội ra sữa tắm gì đấy thôi. Đây chắc là gì em Thuận thôi. Cái này là xà bông. Ừ, cái này là sắc chắn là xà bông rồi. Thơm lắm. Mùi thơm lắm. Bốc một cái xem nào. Lần nào về cũng dùng luôn mà. Ừ, ui xà bông. Thơm lừng luôn. Tôi bỏ đây đi. Gọi xà bông. Con này là bánh kẹo à? Đúng rồi. Bánh kẹo. Nhiều thế. Còn cái này là. Còn cái này là của em yêu Thuận. Cái này là em chưa cho em Thuận biết nhỉ? Đúng rồi. Để nhà em sợ mất thì để đây hay là mang về? Ở đây cũng được. Để đây hôm sinh nhật là anh em mình làm một bữa sinh nhật cho em Thuận nhé. Vâng. Em mình tổ chức một bữa cho em Thuận. Vâng. Cho em Thuận bất ngờ đấy. Vâng. Từ nhỏ đến giờ chắc là chưa có được à. Nhưng mà phải lấy cái bánh ở đây đi chứ nhỉ? Ừ, anh đặt bánh ở đây đi mà. Bánh à? Đây. À, có cả lạc đây này. Ui, lạc này hút chân không luôn. Đúng rồi. Đây là lạc rang gia truyền. À, cái này rang rồi. Anh à? Cái này rang sẵn rồi này. Gia truyền này. Đây là bánh nhá, choco pie này, nhiều túi quy ra hết này. Đây là kẹo này, kẹo béo. Ờ, trong này cũng có lạc. À, bánh, kẹo, ui nhiều lắm. Ôi, được rồi. Đấy. Anh sẽ lọc lá thư này xem nào, bỏ vào đây đi. Em bỏ hết vào đây xong rồi tí đóng lại. Rồi cái này để anh cất giữ nhá, không là ở trong Khương sẽ xin phép là để lại cái dây chuyền này hôm 21 tháng 3 là sẽ bắt đầu tổ chức sinh nhật cho em Thuận. Đấy. Để cho em Thuận một cái món quà. Đây bây giờ thì là sẽ đọc lá thư của cô một chút. Không biết là cô có giấu tên không? À đây. Gửi hai con Hưng Thuận. Bà gửi cho anh em ít quà. Chúc các em luôn chúc các con luôn mạnh khỏe, bình an. Nhớ nghe lời các anh nhé. Đấy. Bà mua 3 lọ sữa tắm. À đấy là sữa tắm. Để các em dùng tắm nhé. 3 bình ba bánh xà bông để rửa chân tay. Khi không dùng không dùng nước rửa chén nhé. Không được lấy dầu rửa bát rửa gội đầu đâu nhá. Vâng. Hôm trước là em vừa lấy dầu rửa bát gội đầu ấy. Vâng. Bà coi các con như con cháu của bà. Vì cháu ngoại bà cũng bằng tuổi Hưng. Nếu ở gần bà sẽ đến thăm, nhưng xa quá không biết làm sao được. Hưng nhớ ở nhà chăm em, đừng đi xa nhé. À, bà gửi cho Thuận một dây chuyền bạc xịn đấy. Con giữ gìn cẩn thận. Đi ngoài đừng. Đừng gì đây. À, đi ngoài cài cúc áo kìm kéo đó để xấu, để kẻ xấu à, không để người ngoài nhìn thấy, sợ người ta giật. Vâng. Nhá. Cái gì đây? Thi thoảng anh Khương lên nấu cơm để cho ăn cùng vì đường đi quá xa. Cô bảo là cho thi thoảng nấu cơm cho anh ăn cùng. Đấy, thực ra thì là đi nhà em Hưng là hầu như là cũng ăn cơm nhà em Hưng khá là nhiều quá. Đấy, cũng muốn là ăn cơm cùng hai anh em để hai anh em có được cái bữa ăn vui hơn ấy. Rất vất vả vì thế bà không muốn gửi quà. Vì thấy anh Khương, bà đã gửi quà anh Trình và anh Khương cho các con mua dê làm nhà 11.700.000 rồi. Vâng. Đấy, cả quà đấy là cả hôm trước đấy. Và cô vừa mới gửi cho anh 10 triệu nữa. Vâng. Trước nữa là tổng là 11.700.000 rồi. Vâng. Đấy. Tháng tới làm nhà bà gửi tiếp cho nhé. Thôi chúc các con luôn mạnh khỏe,
mình khỏe cô cái gì đây nhé. Chúc Khương luôn chân cứng đá mềm nhé bà Phương. Cô là có dặn là em cố gắng ở nhà chăm sóc. Đấy nữa, vừa rồi thì anh có nhận được một số khoản của cô rồi. Đấy là cùng hỗ trợ là sẽ làm nhà cho em. Cô bảo khi nào mà tiếp tục làm nhà thì cô sẽ tiếp tục gửi lên thêm cho nếu như mà còn thiếu. Vâng. Đấy, còn bây giờ thì cái ngôi nhà thì còn thiếu thì rất là nhiều thôi. Cũng mong sao sẽ giúp đỡ được hai em cái căn nhà thôi các bác. Còn cái dây chuyền này thì anh xin phép là anh sẽ giữ lại để hôm sinh nhật. Vâng. Bây giờ 21 tháng 3 là cũng gần đến rồi. Vâng. Anh em mình sẽ làm một bữa tổ chức cho em Thuận. Hôm nay là không có em Thuận ở đây ra thì sẽ không nói cho em Thuận biết nữa. Vâng. Mình hôm đấy sẽ làm một cái bí mật. Anh sẽ đặt bánh từ đây đi để tổ chức một bữa sinh nhật nhỏ nhỏ. Tại vì là em Thuận là cũng chưa bao giờ là biết sinh nhật là gì đâu. Đấy. Cái này để cả trong này luôn nhé. Em lấy cái bịch kia cho anh đi. Cái bịch đen đen kia. Bịch đen đen kia là thuốc đấy. Vâng. Đẹp. Đây là cái khui cái quà này xem nào, bên trong là cô Bích Ngọc hay Ngọc Bích gì đấy, Bích Ngọc là có gửi cho thuốc cho hai anh em thì khui ra xem là bên trong như thế nào. Em đỡ hơn chưa? Em không nọ uống của anh Quyền thì cũng đỡ rồi. Uống hay là tắm? Uống. Tắm có? Không có. Cái loại kia là để đun uống à? Vâng. Thế thì em cứ đun xem là uống xem là có đỡ hơn không. Cái này là thuốc cũng bôi trực tiếp. Thấy cô dặn là với anh là bôi trực tiếp vào cái vết ngứa luôn là sẽ khỏi. Cái bịch này toàn là thuốc thôi, rất là nhiều đấy, chắc là nhiều lắm. Đây rồi. Ôi. Ê ạ. Ôi. Ô. Vượt thế. Ôi. Lại nhìn thấy cái một lá thư rồi. Vâng. Cái này là tính sau đi. Cái này à, đọc sau. Ôi giời. Thuốc. Thơm thế nhở. Ôi nhiều thuốc lắm. Này là muối này. Đây là. Ôi không biết là thuốc gì đấy. Nhiều thế. Cái này là này nhỏ gì? Muối này. Có hai loại, ba loại luôn. Cái này không nhớ. Cái này là. Cái này là cái gì đây? Cái này cô không ghi nhỉ? À cái này là dầu gió. Thơm nhỉ? Xem nào. Dầu gió. Rất là thơm. Cái này bôi ngứa này. Cái này là nhọ mũi sao? Cái này là bôi ngứa rồi cái này. Cái này cũng một loại là nhọ mũi hết sao? Cái này là cô không ghi nhỉ? Nên không biết sử dụng như nào đây. Cái này là nhọ mắt hay sao? Cái này nhọ mắt. À cái này là bôi trực tiếp này. Cái này bôi trực tiếp vào chỗ bị ngứa ấy. Đâu, em thấy chỉ dẫn được mà. Đây nó, em mở ra một cái thử xem nào. Chưa, lúc đó là chỉ dẫn được. Thấy. Mở ra một cái xem là biết mà. Cái này là nhọ muối. Cái này là nhọ muối rồi. Cái này cái vàng vàng là mắt. Cái này cũng là bôi này, ngứa đâu cũng bôi này. Cái này thì quan trọng là cái này là bây giờ là cũng không biết sử dụng như nào này. Bỏ ra một cái xem là bên trong là bột như nào đi. Cái này chắc là bôi trực tiếp bôi luôn. Trực tiếp rồi mà thấy bảo hay lắm, cô bảo là ai bị là bôi là khỏi. Vâng. Rất là nhiều luôn. Cả một bọc luôn nè. Người xem thơm nhỉ. Như kiểu cao gì nhỉ. Cái thuốc mỡ. Đúng rồi. Thuốc mỡ. Này bôi trực tiếp vào vết thương luôn, vết vết ngứa luôn. Đấy. Nhá. Vâng. Mùi nhiều thế. Rõ, nhiều thế. Nhỏ mát này thì quá là tuyệt vời rồi. Cái này đi đường là ví dụ như có con cô có dặn là có con gì ấy. Bay vào hoặc là bụi bay vào là nhỏ cái này một lúc xong là khỏi luôn. Đấy. Còn cái này là nhỏ mũi. Đây là viêm xoang. Viêm xoang, viêm xiếc là sẽ dùng cái này. Còn cái này là bôi trực tiếp nhá. Còn cái này là dầu gió này chắc là cũng bôi những cái chỗ ví dụ như mình đi rừng mà nó bị sâu ấy. Vắt các kiểu. Bị sâu là em bôi cái này cũng được này.
đấy. Ôi nhiều lắm, để hết vào đây. Còn à, này cô có kèm theo cả một lá thư nữa. Vâng. Để khui ra xem là bên trong có cái gì này. À, có tiền. Vâng. Tiền này thì cô không ghi cái gì cả, không có ghi một cái gì cả. Vâng. Đây chắc là hai anh em mỗi người 100. Vâng. À, em dùng 100 đi, cho em Thuận về nhà nhét lợn 100 nhé. Vâng. Đấy là có cả quà thuốc, xong lại còn có cả là tiền nữa. Vâng. Đấy, với thay mặt hai anh em Hương Thuận là gửi lời cảm ơn đến cô Bích Ngọc rất là nhiều. Đấy, bây giờ món quà thì thuốc này sẽ mang về cho em Hưng để dùng, để mong sao là sẽ khỏi bệnh thôi. Em Hưng là bị cái bệnh khá là lâu rồi, hôm vừa rồi thì cũng mang thuốc của em Quyền về uống là cũng đỡ được một chút rồi. Bây giờ có thuốc bôi này vào nữa thì quá là tuyệt vời. Cái này toàn bôi ngoài da thôi nhá, không ăn đâu, không uống đâu nhá. Đây là tiền này, 200.000 thì trao cho em luôn. Đấy, cho em Thuận là nhét lợn 100 nhá. Vâng ạ. Cũng mong sao là cái món quà của cô đến em Hưng sẽ khỏi bệnh. Vâng. Cảm ơn cô rất là nhiều đã đồng hành cùng cháu Khương. Con chúc cô và gia đình có thật nhiều sức khỏe cô nhá. Để em gửi lời cảm ơn đến cô đi. Vâng ạ, con gửi lời cảm ơn tới cô Bích Ngọc ạ. Con chúc cô và gia đình có thật nhiều sức khỏe ạ. Vâng. Gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Rồi. Đây cái món quà khủng nhất đây. Vâng. Đây món quà của bà Phương ở dưới Hà Nội. Em gửi lời chúc trước đi. Vâng. Con xin được cảm ơn bà Phương ạ. Con chúc bà và gia đình có thật nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống bà. Rồi. Và cũng ở đây thì cháu cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô Phương rất là nhiều, đã đồng hành trao những cái món quà đến cho anh em cũng như là gửi tiền để cho hai anh em làm nhà. Con cảm ơn cô rất là nhiều, chúc cô và gia đình có thật nhiều sức khỏe cô nhé. Mong rằng sẽ có tiếp tục sẽ có sự đồng hành của cô để giúp cho hai anh em được cái ngôi nhà hoàn thiện hơn. Năm mới con chúc cô và gia đình an khang thịnh vượng cô nhé. Còn có lẽ bây giờ thì nội dung thức phim ngày hôm nay đến đây cũng khá là dài rồi. Cho em Hưng là đi bán cái số sắt vụn kia, xong là còn đi về với em Hưng nữa. Hôm nay là cũng một ngày rất là đặc biệt, có những cái món quà của cô đến cho hai anh em. Đấy, cũng mong sao sẽ hai anh em sẽ tiếp tục cố gắng để vượt qua cái thời gian khó khăn này, để lo cho cái cuộc sống tốt hơn thôi. Đấy, bây giờ là em Hưng là còn đi về nữa, khá là xa. Đấy, bây giờ là em Hưng là có xe là cái này là không để lại nữa đâu nhá, mang về nhà luôn. Còn những cái nào đồ nào mà anh tiếp tục nhận được, như ví dụ như quần áo hoặc là cái đồ gì mà giá trị thì là anh sẽ để lại ở nhà. Đến lúc nào khi nào em làm nhà mới xong là sẽ trở vào cái nhà mới để an toàn hơn. Cái ngôi nhà của em bây giờ là nguy hiểm quá, để trong nhà là người ta ghen ăn tức ở lại ra trộm hết thì phí các ông các bà, tấm lòng của các bà gửi lên cho. Vậy bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Xin chào các bác. Con chào công các bà, chào cô các chú ạ.